Thư ký Liên Hiệp Quốc đặc trách công tác nhân đạo rời Syria, tin từ Damascus. Phó Tổng Thư ký đặc trách công tác nhân đạo và phối hợp cứu trợ khẩn cấp, bà Valerie Amos đã rời khỏi Syria. Bà Amos đã sang Damascus trong ngày hôm qua, gặp Thứ trưởng Ngoại giao, ông Faisal Meddad và nhiều viên chức khác. Bà đã rời khách sạn vào sáng hôm nay. Trong đầu tháng này, bà Amos đã trình cho Hội đồng Bảo an 30 đề nghị để giúp đỡ khẩn cấp cho 7 triệu người dân Syria và những nước đang cưu mang người Syria tị nạn. Những đề nghị đưa ra gồm có việc cho phép giúp đỡ vượt biên giới, ngưng chiến nhân đạo để cho các đoàn xe cứu trợ có thể tới những nơi cần thiết, tạo một hệ thống thông báo trước cho các nhân viên cứu trợ nhân đạo về mọi cuộc tấn công. Hội đồng Bảo an đã ngồi yên trước cuộc chiến Syria đã kéo dài gần 3 năm.